Thân chào tất cả các bạn. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cái loại cây mà từ vỏ cây cho tới lá cây đều có cái tác dụng rất là tuyệt vời đối với con người. Và đặc biệt, cái lá cây này khi các bạn ăn với nem chua thì càng tuyệt vời hơn. Các bạn có biết mình muốn giới thiệu với các bạn cây gì không? Đó là cây phong nem. Và sau đây mình xin giới thiệu thêm với các bạn 12 cái tác dụng của cây phong nem đối với con người. Thứ nhất, chữa các bệnh về xương khớp. Thì khi chúng ta bị thoái hóa đốt sống cổ, gai cột sống thì chúng ta hãy sử dụng cái lá phong nem này để chữa bệnh thử nha các bạn. Thứ nhất, đó là chữa đau nhức xương khớp do phong thấp. Thì vỏ phong, ngũ gia bì, kê huyết đằng, phòng kỷ, cỏ xước, ý dĩ nhân, mỗi vị là 15g sắc uống. Rồi chữa phong thấp, chữa tê phù chân, đó là vỏ cây phong, rồi vỏ chân chim, rồi kê huyết đằng, phong kỷ, ý dĩ sao, ngu tất, mỗi vị là 5g sắc uống ngày 3 lần, uống khoảng 10 ngày. Chữa bệnh lý của phụ nữ, chữa sa dạ con là 30g lá phong nem, 20g là tiểu kế và hạt tơ hồng. Đem những cái dược liệu kể trên đi rửa sạch và phơi khô. Sau đó thì người bệnh cho vào cái cối giã nhỏ, rồi đem hỗn hợp. Sau khi giã nhuyễn ra trộn với 500ml nước và đun lên đến khi nước cạn còn khoảng 1/5 thì có thể uống một ngày 3 lần trong vòng 10 ngày. Chữa kinh nguyệt không đều, rong kinh thì hoa phong là 15g sắc uống hàng ngày khoảng 1 tuần đến 10 ngày. Chữa bệnh trĩ thì có hai cách. Cách thứ nhất là dùng 1 đến 2 lá phong rồi sau đó đem đi hơ nóng dưới lửa và dùng để đắp trực tiếp vào cái búi trĩ đang bị lòi ra. Với cái hơi nóng cùng thành phần dược tính có trong cái lá cây phong này sẽ giúp cho cơn đau co thắt búi trĩ dịu đi trông thấy. Cách 2 là dùng 1 nắm lá phong nem, sau đấy thì đem rửa sạch, sau đó thì đem đi luộc rồi vớt ra ngâm với nước muối trong khoảng 10 phút. Đem lá giả nhuyễn nhỏ, sau đó là chúng ta sẽ sử dụng để đắp trực tiếp vào cái búi trĩ của người bệnh. Chữa bệnh trẻ em, thứ nhất là bệnh mất ngủ thì lá phong tươi là 20g rửa sạch vò qua, vẩy khô, hấp vào nồi cơm, sau khi cạn có thể đun làm nước uống. Trước khi đi ngủ thì ăn vài cái lá phong này ngủ sâu giấc. Chữa chảy máu mũi, đại tiện ra máu hoặc là lòi dơm là lá phong là 30g, lá sen là 10g, giả lấy nước cốt uống, nếu bị lòi dơm thì lấy bã đắp vào. Chữa tiêu độc sát khuẩn thì dùng lá tươi giả nát đắp vào mụn nhọt. Còn có cái tác dụng đó là lên da non, chữa sốt, thông tiểu, vân vân. Rồi chữa mồ hôi trộm ở trẻ em thì dùng 20g lá phong giả nát, nhào chút nước nóng cho trẻ uống hoặc là lá đun cái lá phong lên uống. Rồi bệnh lòi dơm thì chúng ta chuẩn bị 20g mỗi loại cái lá phong nem và lá sen, sau đó là giã nát và trộn với khoảng 300ml nước và lọc qua một cái tấm vải sạch, uống phần nước, còn cái phần bã thì sử dụng đắp vào hậu môn. Chữa bệnh đau răng, lấy vỏ cây phong nem đi tán nhỏ càng mịn càng tốt, sau đấy thì sử dụng để rắc vào cái vị trí răng bị đau sẽ khiến cho cái cơn đau trở nên dịu đi trông thấy. Tác dụng của khác của cây phong nem, thứ nhất là dùng để làm rau sống, ăn kèm với nem, với bánh xèo, vân vân. Rồi dùng để giải khát bằng cách sử dụng lá cây phong nem và lá dâu giã nhuyễn ra, sau đó là cho nước vào khuấy lên, lọc qua một cái miếng vải sạch, có thể cho một chút đường vào cho dễ uống. Rồi nấu canh lá phong bằng cách là thái nhỏ lá cùng với hoa thiên lý, thịt băm. Rồi cháo lá phong cũng là một cái món ăn giúp cải thiện sức khỏe của người mới ốm, bằng cách nấu nhừ đậu đen, sau đó cho vừng vào đun tiếp. Trước khi ăn thì cho thêm một chút lá phong nem và lá dâu đã được cắt nhỏ vào ăn kèm. Ngoài những cái công dụng đó thì chúng ta cũng lưu ý khi sử dụng cái lá phong nem. Thứ nhất là không nên nấu nước hoặc là nấu canh quá đặc từ lá phong nem vì có thể dẫn tới hiện tượng sụp mi mắt. Thứ hai là khi sử dụng lá phong nem mà thấy tình trạng bệnh được cải thiện thì cũng không nên tăng liều lượng lên để đẩy nhanh quá trình chữa bệnh vì có thể khiến bệnh nhân bị ngộ độc, rất là nguy hiểm cho sức khỏe của người bệnh. Các bạn thân mến, thì qua cái bài viết cây phong nem này thì mình muốn các bạn nhìn một cách tổng quát hơn về cái giá trị tuyệt vời của cây phong nem.
và chúng ta sẽ tham khảo thêm để có những cái thông tin cũng như là chúng ta có thể là trị những cái bệnh thông thường của khi chúng ta mắc phải, tùy vào cái điều kiện thực tế, tùy vào cái cơ địa mà chúng ta có cái cách xử lý cho tốt đẹp. Cuối cùng, chúc các bạn vui khỏe, hạnh phúc và thành công. Chào các bạn.